Tại vì con hỏi mấy người xung quanh á, thì mấy người xung quanh nói là vợ con chú ở gần đây á, nên là con đâu biết là như vậy đâu. Bây giờ con mới quay lại nhưng con hỏi chú. Sự thật đây nè con ơi, nếu mà chú có vợ con đúng rồi, vợ chú con chú đây, nhưng mà ngày xưa kìa, còn bây giờ nó không có. Nếu mà có nên cái đâu để cho chú ngủ gì đâu con, không để chú mà bữa đói bữa no không có mấy con chưa cho nó thì thua một người dân nữa thì tình tụi con còn cho chú còn cơm ăn như vợ chú cứ đem đây cho chú con miếng cơm nào ngoài trừ con chó của chú ấy, con chó ấy. Thì ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em mình. Thì mình là Phúc trong đấy các bạn ơi, đây là Khoa. Thì ngày hôm nay anh em mình quay lại đây là để tìm hiểu rõ một câu chuyện đấy các bạn. Thì ở trong ba cái video trước mà anh em mình quay và up lên trên mạng á, thì là cái chú mà chú Tuấn mà chú ngủ dưới gầm cầu đấy các bạn. Thì bây giờ mình tìm hiểu kỹ á, mình lại đi mình tìm hiểu kỹ á, là mình hỏi mấy người ở xung quanh đây á, thì người ta nói là chú Tuấn là chú có nhà ở đây luôn, chú có nhà ở nhà cả vợ con ở chú ở quanh đây luôn, ở khu phố ba các bạn. Anh em mình mới tìm hiểu ra, nên là bây giờ mình muốn quay lại đây mình tìm chú Tuấn để mình hỏi rõ mọi chuyện nó như thế nào cho tất cả các bạn coi. Giữa mọi người nói và chú Tuấn hai câu chuyện nó không khớp nhau, có nhiều bất khúc nên mình với anh Trọng quyết định là quay lại đây hay không. Cái câu chuyện mà chú Tuấn nói là có nhiều câu nó không có đúng sự thật đấy các bạn, nên là anh em mình mới quyết định quay lại đây hỏi chú Tuấn xem sao. Thì bây giờ chú Tuấn đang ngồi bên đó, bây giờ anh em mình sẽ đi qua bên hỏi chú Tuấn và tìm hiểu rõ về câu chuyện nha, như nào nha các bạn. Để các bạn theo anh em mình. Thì ok, con chào chú nha chú Tuấn. Chú chào con. Ồ, sáng giờ chú đi đâu mà hai anh em con đợi chú nửa tiếng tới giờ? Nửa tiếng đi bán cái số trên chợ chú mới về, trên chợ Bình Kiều á. Dạ. Tại mấy ngày trước á, mấy ngày trước sao con lại đây con không thấy chú ta? Đúng rồi. Mấy ngày trước thì nói chung chú cũng đi bán cái số giống như bình thường vậy thôi, chú đi. Dạ. Rồi tối á chú ngủ ở đâu? Đây, tối chú ngủ đây. Ủa? Ê. Không. Có cái buổi tối chú có đi đâu không? Ừ. Là có một cái buổi tối bọn con qua đây mà bọn con không gặp chú. Đúng rồi. Không, từ vì bữa đó là có mấy chú công an, mấy chú đuổi. Còn đây có người thắng tổ mình tìm chết nè, 5k chú bỏ chú đi. Đó là nói là mấy chú công an nói là nhà đâu đi về nghỉ đi. Ở đây đỡ chú gió chú băng đêm mà thôi, mình chú gió anh chết rồi ai biết. Tại vì bữa đó tụi con á lại kiếm chú thăm chú mà tự nhiên không thấy chú, đợi chú tí nghe luôn á. Đợi chú là bữa đó là chú ở bên đó đó. Chú ở bên đó có nhà mà chỗ là thú y á, chỗ là này 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 nè. Thú y là chỗ chăm sóc mấy con chó nè. Dạ. Mình ngồi đây mưa quá chú ơi. Bây giờ mình vô trong ngồi đây, con ngồi đây ngồi đây mưa quá. Dạ, đi vô đây ngồi qua. Ây da, nó leo lên nệm vậy luôn á hả? Tại vì nó. Dạ. Dạ. Chú Tuấn, cái nệm này là ai cho chú à? Không, cũng có mấy đứa anh em từ thiện khác. Cho chú lậu chưa? Cách đây khoảng 5-6 hôm mà thấy chú nằm chèo queo con em. Chú Tuấn cho con hỏi chú cái này nhé. Tại vì hình như là nhà vợ con chú ở bên này mà đúng không? Đúng rồi, nhà vợ con chú ở bên khu 3. Ủa sao mà mấy lần trước vậy chú nói với con là chú vợ con chú bỏ chú đi xa mà? Tại vì thấy chúng cái lòng tự ái. Không, khoan từ để chú để con nói chú nghe này. Tại vì biết sao không? Tại vì chú biết tại sao mà con biết được là giờ con chú ở đây không? Tại vì bọn con á, lại đây bọn con tìm hiểu sự thật á, bọn con hỏi mấy người xung quanh đây á, thì mà mấy người xung quanh đây á, nói là chú có vợ con ở đây luôn, nhà vợ con chú ở gần bên kia kìa. Với cả là người ta nói chú là chú hay nhậu lắm đúng không? Không, chẳng qua chú buồn, chú mới nhậu thôi, chú buồn mà nó không phải là gì. Thì đúng rồi mà thôi, chú không có tranh cãi với vấn đề đó, nhưng mà chú nói cho con nghe nè, tại vì vợ con chú bỏ chú rồi, chú buồn quá, nằm ban đêm và ban ngày chú ngồi chú nhìn dài ra đây, chú ngồi chú dựa vô đây, chú rồi chú ngồi chú
trời dòng đất. Tôi nói nha, mọi người đều có vợ con, ta đều được đi về nhà hết trơn, sao như mình chú lại ngồi ở đây lâm ra cứ buồn, chứ không biết làm gì hết. Cứ ra cứ đi mua xì rượu, đó là sự thật. Đây là đáy tận đáy lòng của chú Tấn luôn, chú Tấn nói luôn, không biết làm gì hết luôn, cứ buồn quá. Dòng trời dòng đất dòng mây buồn quá, ai cũng có vợ con, người ta đi ngược về xuôi, người ta đi làm mà đụng về cuối cùng cũng về tối về, vợ con chồng con nó vui vẻ, còn mình ngồi trong khi nhà mình bên kia nào vợ con mình nhà chú Tấn bên đó, cứ buồn quá. Chú mới ra cho mua sang một chai rượu, chú vô chú ngồi chú uống vậy cho nó quên đi cái sự đời. Vậy là con hỏi mọi người á, mọi người nói là chú có vợ con ở đây là, nhưng mà là có vợ con ở đây thật luôn đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà là vợ chồng chú là thôi nhau lâu rồi. Con gái chú bằng con trai chú có bằng con. Là hai đứa con có ở gần đây luôn không chú? Đó, chú ở bên đó luôn. Nhưng mà là ở bên phố qua. Nhưng mà nó cũng là nó bỏ chú không hay là chú? Không, nó nghe là bên ngoài. Thì ok các bạn, thì nhân tiện ở cái video này á, thì mình nói cho các bạn biết luôn là sự thật á, là tại vì chú Tuấn á, là chú có gia đình của chú ở gần đây thiệt luôn. Nhưng mà là chú với vợ chú á, là thôi nhau lâu lắm rồi, là chú ngủ ngoài này thiệt. Tại vì mình hỏi chú á, là tại sao mà hai cái video trước á, mà chú nói dối mình á, thì chú nói là tại vì vậy, nói chung để cho chú nói luôn, tự dạ. Chú là đàn ông, chú giữ trẻ thôi, chứ thật sự nhà chú ở cái bên đây là có cũng như không, nếu mà có nhà thì xin lỗi các con nha, xin lỗi các con, chú đâu có ngủ ngoài đường như vậy đâu, có nghĩa là gia đình chú bỏ chú rồi, nhà cửa vợ con gì nó bỏ chú hết rồi, chú mới ngủ ngoài đường đó. Từ thiện rồi tới quần áo chú đây, chú còn giặt đây, chú còn phơi dưới kia kìa. Là cái hoàn cảnh mà chú Tuấn mà chú ngủ ở ngoài gầm đường với cả ngoài gầm cầu á, là thiệt luôn nha các bạn. Vợ con của chú gần đây rồi, nhưng mà là cũng là cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, nên là vợ con ở đây thì cũng là như không thôi nha các bạn, chứ cũng không có giúp gì cho chú Tuấn hết trơn các bạn. Ba cái video trước á, mà mình đăng lên trên mạng á, thì cũng có một số bạn mà nói là gửi tiền cho chú Tuấn á. Nhưng mà mình nói là để mình tìm hiểu về sự thật của chú Tuấn, xem hoàn cảnh thực sự của chú là như thế nào, nên rồi lúc đó thì mình mới tính tiếp cái phương án giúp đỡ. Thì bây giờ mình nói cho các bạn biết là hoàn cảnh thực sự của chú đó rồi đó. Thì chú đó cũng có nhận là lúc trước chú đó cũng có nói dối, nhưng mà tại vì có cái lý do nên là chú đó mới nói vậy thôi. Là bây giờ các bạn biết được hoàn cảnh thực sự của chú Tuấn á. Hiện tại bây giờ chú vẫn đang dưới gầm cầu này. Nếu mà bây giờ các bạn muốn giúp đỡ chú Tuấn thì các bạn có thể lại đây. Thì mọi chuyện bây giờ nó rõ ràng rồi, các bạn xem các bạn hiểu. Trước là chú Tuấn nói dối là tự vì chú Tuấn còn giữ kẻ của một người đàn ông. Nên chú muốn giữ kẻ, ý là chú muốn giữ cho gia đình chú. Mà không ngờ là có một thằng em nó lặn lội nó lên, nó lại lý xấu. Rồi nó lặn lội cho tới nhà luôn. Dạ. Thật sự bây giờ chú nói thật, thì chú cũng vẫn yên nguyên vậy thôi, nhưng mà có cái là yên nguyên vậy là chú có vợ có con đàng hoàng, nhưng mà vợ chú bỏ rồi, con chú cũng bỏ chú luôn luôn, chú ngủ đi nè, ở đây là công an huyện Bình Chánh nó bắt chú 6 lần luôn á. Có lần nào bắt chú lâu không? Bắt chú đưa đi, chú đưa lên chú hâm chú, lập tiền bản xong rồi hâm chú rồi đưa tôi về. Mấy anh công an anh cũng quen quá, anh nói mày ở đây mày, tôi đưa mày đi luôn á, tính à. Tại vì nhà mày ngủ đây, sao mày ngủ vô đời mày đấy. Nói về vợ con khổ là anh cũng biết rồi. Mà thật sự khi mấy đứa em mày tới nè, khi mấy đứa em mày vô nhà là nó làm giống như là không có gì hết, thì không giống như là không bỏ gì hết. Tại vì đâu có đâu, chứ đâu có nghèo khổ với chú ở ngoài đây. Nếu mà chú có vợ có con có nhà có cửa, chứ đâu ở ngủ ở đầu đường sao chợ. Chỗ chú bao lâu rồi? Mười mấy hai chục năm ơi con. Dạ. Lúc con gái chú mới có 1 tuổi, giờ năm nay nó 19 tuổi rồi. Dạ. Năm ra tụi con vô tụi con nói cái nó nói này nó tốt rồi, nó không có bỏ này kia.
Nhưng mà vì hai đứa con á, nó có thỉnh thoảng nó có chạy qua đây nó có thăm chú không? Đâu đâu ạ, chạy không cá nghe nó bò ở bên nước. Mà nó cho chú hỏi chú mày. Dạ. Yeah. Nghe giống như là chó ăn. Giống giống như là chó ăn. Thật luôn hả chú? Chú không nói dối đâu con à. Cái bề mặt ở ngoài con nó nhớ này. Chính trong gia đình của chú luôn, không bao giờ chú nói tầm bậy đâu. Không lẽ chú đi nói dối với người thân chú, chú môi nhỏ chứ người thân chú sao? Dạ. Nhưng mà thật sự nó là như thế. Trời trời. Chạy xe nhà nó dụng ổn mày, thậm chí chú tưởng nó ai chọi chú không? Trời. Vậy là nó không có hỏi thăm mày ba khỏe không hay là sao luôn hả chú? Không. Thôi chú ơi. Thì ok nha các bạn, thì bây giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì mình tâm sự với chú Tuấn nhiều đó thôi nha. Bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video này tại đây nha các bạn. Thì ok các bạn ơi. Thì cái hoàn cảnh của chú Tuấn đấy các bạn nè. Thì bây giờ anh em mình đã lại tìm hiểu kỹ và xác minh hoàn cảnh cho tất cả các bạn coi đó. Thì là chú Tuấn á, là chú Tuấn lang thang thiệt luôn. Tại vì lý do mà mình lại đây á, mình quay cái video này á, là tại vì xung quanh đây á, là mọi người người ta nói là chú Tuấn có gia đình ở đây á, đúng không? Mọi người nói là chú Tuấn có gia đình ở đây và vợ con ở đây luôn á các bạn. Nên là mình muốn lại mình tìm hiểu xem là mình hỏi thực sự mình hỏi chú Tuấn á, là xem là chú sẽ nói như thế nào. Thực sự là chú Tuấn có vợ con ở đây nhưng mà vợ con chú Tuấn bỏ chú từ lâu rồi các bạn ơi. Là hai vợ chồng thôi nhau lâu rồi đó các bạn. Là chú ngủ ở đây là thật luôn. Nếu mà các bạn muốn giúp đỡ chú thì cứ lại đây giúp. Thì ok, mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video này của anh em mình nha. Nếu các bạn thấy video này hay nhớ like và chia sẻ để cho anh em mình có nhiều động lực làm video để giúp đỡ chú Tuấn nha các bạn. Thì xin chào tất cả các bạn.